Sao anh ơi, are you con vừa mới ăn cơm xong hả? Khổ thân. Con ăn cơm xong chưa? Alo, con. Con vừa mới ăn cơm xong hả? Khổ thân. Nay con đi học về muộn à? Vâng. Về lúc mấy giờ? Nhà con mới ăn cơm xong. Thế à, mới ăn cơm xong hả? Khổ thân. Thế thì hôm nào con có thể đổi lịch, đổi cái giờ học muộn hơn một chút để cho con ăn cơm cũng được. Nếu hôm nào muộn quá thì con có thể báo cô trước một. Hôm trước cô quên mất không phổ biến cái nội quy lớp học cho con. Thì nếu mà trong cái thời gian nếu mà con muốn nghỉ hay là muốn báo học muộn như nào đó thì con có thể báo trước cho cô tầm 2 tiếng trước buổi học nhé. Thì đấy, nếu mà lúc đấy con không học được hay như nào thì con có thể báo cũng trước cho cô trước 2 tiếng thì cô sẽ sắp xếp cho con nhé. Ok, không sao. Ok, con đã hoàn thành bài tập buổi trước chưa? Rồi ạ. Ok, can I see that? Ok, bây giờ mình sẽ không, cô sẽ không thể nhìn được bài tập của con, vậy thì cô có thể trả lời cho cô được không nhé? Trả lời những Vâng. câu hỏi. Ok, so for the first question. Câu hỏi đầu tiên của mình là gì nhỉ? Cô có thể đọc câu hỏi đó lên. Sau đó là What is your father's Okay, so what is, which one do you choose? Your father or your mother? My mother. Okay, so what's your mother's name? My mother's name is Queen. Okay, very good. Okay, so the question number two. How old is he? Easy. Okay, so how old is she? She 26 years old. Okay, she is 26 years old. Okay, thank you. So the next question is, What does he see do? okay, She is a cook. a cook. mẹ con là, ý của con là mẹ con là một gọi là nhà nội trợ đúng không? Ok, thì cái người nội trợ thì chúng mình có một từ từ đó như là từ đây, để cô tra cái, để cô để cái từ để cho nó chắc đây. Thì riêng với từ nội trợ chúng mình có một từ đó là từ housewife. Ok, housewife, để cô đánh cái từ này lên cho con để con nhìn từ này nhá. Đây. It's okay, very good. Đó. Cái từ cook này là một động từ để làm cho việc nấu ăn. Còn riêng với lại một bà nội trợ thì chúng mình có một cụm từ đó là housewife. Let me show you this word. This one. Okay, here we are. Nội trợ đây. Okay. Housewife. You can take note it. Note it down on your notebook. Yes. Thế con đi học có mệt không? Thấy không? Thấy vẫn mặc đồng phục khổ thân. Con học muộn thế. Bình thường con mấy giờ con được tan ở trên trường? 5 giờ. 5 giờ, ôi 5 giờ mới được tan à? Muộn thế. Thế con đi về thì con đi sẽ tự đi về hay là bố mẹ con đón? Bố mẹ ạ. Ok. Rồi, nếu mà hôm nào mà muộn quá về, muộn muộn mệt quá thì có thể bảo mẹ thì hoặc là nhắn lên trực tiếp trên cái nhóm đấy, bảo cô để cô ấy lịch cho con hôm phụ thân về muộn nhé. Ok.
So we will keep going. Mm-hmm. So the next question. Do you have any more question? Con còn có câu hỏi nào nữa không? À, còn trong đấy con câu hỏi nào nữa không nhỉ? Cô kiểm tra What's lại. What is she good at? Oh, okay. What is she good at? So what is she good at? She good at cook. Oh, okay. Very good. She's good at cooking. Okay. Chúng mình vẫn còn nhớ cái cấu trúc bởi hôm trước là gì nhỉ? To be good at cộng với động từ cộng với gì nhỉ? Cộng với động từ gì nhỉ? Chia theo dạng gì nhỉ? Con còn nhớ không? Verb in. Verb in đúng rồi. Vậy thì cái câu đó phải đúng ngữ pháp của nó sẽ là phải là gì nhỉ con nhỉ? She good at cooking. That's right. She is good at cooking. Okay. Ok, con có thể sửa vào vở câu đó. Đó, mình sẽ phải đúng chính xác. Câu chính xác của nó là she is good at cooking. Ok, so I will ask you first. Để mình nhớ lại một chút về bài học hôm trước nhé. So, are you good at drawing? No. No, ok. So, what are you good at? I good at singing. Oh, sing. Yeah, I remember it. Very good. So, the next lesson today is about, let's see. Cô sẽ nói một chút những gọi là những cái từ khóa và con sẽ đoán cho cô cái chủ đề hôm nay học là gì nhá. Okay, so we have cat, we have dog, and we have elephant. What are they called? Animal. That's right. Very good. Yeah. Yeah, exactly. Rất là nhanh. Đúng rồi, chính xác. Hôm nay buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ học về animal. Okay, so we start our lesson today. Let me share my screen. Here we are. Welcome to Pentador's class. Yeah. Okay. So, we will learn about animals. So, answer me. Did you like animals? Yes. Yes. So, which animal did you like? I like dog. Dog? I really like dogs. Do you raise a dog? Con có nuôi một con chó không? Do you raise a dog? Oh, really? Oh, wow. So, what's the dog's name? She don't have name. She doesn't have name. Okay. Okay, she doesn't have name. That's okay. I used to raise a dog, and her name is Lucky. It means may mắn in Vietnamese. Yeah, Lucky. But unfortunately, she was died, and I'm very sad about this. Yeah, I really love dog. Okay, so today we will learn about animals. Okay, I will show you. Yeah, some animals. Do you know some animals here in English? Yes. Okay, so tell me. How about this one? Do you know its name? No. Oh no, okay. Con này tiếng Việt mình gọi là con gì nhỉ? Con dơi. That's right. Do you have the have you seen Batman, the film's name Batman? Con đã xem, con có biết phim Batman không? Batman. Yeah. That's right. Và anh ấy được gọi là gì nhỉ? Oh. Anh ấy được gọi là gì? Người gì? Người rơi. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì Batman là người rơi. Vậy con rơi là gì? Chỉ là Bat. That's right. Very good. Exactly. So, it's called Bat. Okay. You can note down on your notebook. Bat mean con rơi in Vietnamese. Okay. You can note down it on your notebook, or if you know it, it's okay.
Nếu mà con chưa biết từ nào thì con có thể nốt lại vào trong vở để mình sau này mình có thể ôn lại nhé. Okay. Con rơi. Okay, so the next word. Do you know this animal? Yes. Yes. Oh, exactly. Did you know? Do you have, know her name? What? Do you know what animal here? Rabbit. That's right. Very good. Rabbits. Rabbits. Repeat me. Follow me. Rabbit. Rabbit. That's right. Rabbit. Cố gắng con để cái chữ th th này nhé. Rabbit. Rabbit. That's right. Okay. Exactly. Oh, you cannot doubt it. Con thỏ. Okay. Cô kéo lên đây cho mình dễ nhìn. Okay, is this okay? Yes. Okay, keep going. Do you know this yeah, what is this? Kangaroo. That's right, kangaroo. Kangaroo. So, do you know where it live? Where does it live? No. No. Do you know Australia? Yes. Australia. Yes. Nước Úc đúng không? Đó, nước Úc chính là nước nổi tiếng nhất về con kangaroo. Và con kangaroo cũng chính là biểu tượng của đất nước quốc gia này. Đó. Kangaroo. 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 That's right. Very good. Trong ở tiếng Việt mình gọi con này là con chuột túi, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Okay. Are you done? Have you done? Okay. So, the next word. Do you know this word? Do you know this one? It's very, very, you know, it's... Yes. Yeah, it's very, you know, common and famous in country. Ở quê rất là nhiều. Con này là con gì nhỉ? Fly. Flies. Oh, you know that? Exactly. Very good. Fly. Con ruồi, đúng không? Fly. So, do you know, con chuồn chuồn, con có biết con chuồn chuồn gọi là gì không? Gần giống như con này, mình sẽ gọi là dragonfly. Con biết con rồng không? Dragon. Yes. Dragon. I know. Yeah. Dragonfly là con chuồn chuồn. Đấy. Rất là hay, đúng không? Okay. So, we learned some animals here. Do you know any animals here? Is yes. Okay, so name it. Okay, the first one. What is it called? Con này là con tiếng Việt là đọc con tiếng Việt là gì trước nhỉ? Con cá heo. Đúng rồi, con cá heo. Và tiếng Anh mình có con này là dolphin. Oh, that's right. You know it. Very good. Dolphin. Mình sẽ đọc là dolphin. Đó, doll. Mình sẽ thành âm o nha con. Dolphin. Rồi, con có thể đọc lại từ này cho cô được nghe được không nè? Dolphin. Dolphin. That's right. Dolphin. Doll. Nhìn cái lưỡi của cô ấy, đúng rồi. Khi nói chữ doll, mình sẽ bật cái lưỡi này lên. Dolphin. Dolphin. Con có thể nói lại cho cô được nghe được không? Dolphin. That's right. Very good. And do you know this one is very cute one. Oh, yes. Con này là gì nhỉ? Panda. That's right. Panda. We got panda. Đây là con gấu trúc. Và con gấu trúc này, điều rất là đặc biệt, nó là một biểu tượng ở quốc gia gì không biết không? Quốc gia gì không biết không? Trung Quốc. Đó. Thậm chí là ở bên Trung Quốc người ta còn coi con này nó là một cái biểu tượng ở quốc gia của tình hữu nghị đó. Với các quốc gia khác họ thường gửi cái con này đến các nước quốc gia khác như thể hiện cái tình hữu nghị đó. Đấy thì con này đó là con gấu trúc, rất là phổ biến ở quốc gia Trung Quốc. Thì sẽ có con tiếp theo, con có biết con này con gì không? Cá gì nhỉ? Con gì? Cá voi. Đúng rồi. Đọc là gì nhỉ? Whale. Whale, that's right. Whale.
Well. Well. Đúng rồi, đấy con phát âm đúng hơn rồi đấy. Well. Và có một điều rất đặc biệt về con vật này. Theo con thì con này là con cá hay là một nó là một loài là cá hay là một loài động vật có vú? Nó phải là cá không? Theo con. Không, đúng. Tại sao lại không phải là loài cá? Tại vì không biết. Không sao, đây cô sẽ giải thích cho con nha. Con whale là một con cá voi rất là đặc biệt. Mặc dù nó có chữ cá ở đầu nhưng nó lại không phải là cá, bởi vì nó là một loài động vật có vú và nó nuôi con bằng sữa. À, rất là đặc biệt đúng không? Nó nuôi con bằng sữa và nó đẻ con. Đấy, nó không đẻ trứng như các con cá khác, nó đẻ con, nên là nó được xếp là động vật có vú chứ nó lại không phải là một con cá. Ừ, rất là đặc biệt đúng không? Rồi, nó nuôi con bằng sữa luôn nha. Ok. So, did you know this next very, very exciting animal? Exotic animal. Do you know who she is? Yeah. So, can you name her? Parrot. Yes, parrot. That's right. Carrot. Con gì nhỉ? Con vẹt. Đúng rồi, chính xác, con vẹt. Carrot. Đó. Con vẹt này thì có khả năng đặc biệt là gì nhỉ? Con có biết không? Bắt chước giọng người khác. Đúng rồi, chính xác. Bắt chước giọng người khác. Rất là giỏi. When I was 7 years old, yeah, my brother, he has a carrot in my home. Yeah. And she always trying to repeat what people say. And sometimes I feel very annoyed to her. Like, someone my mom call me and Anne, where are you? And I say, yes, I'm here. And the parrot also say, yes, I'm here, like that. And sometimes I'm very annoyed. Can you get what I'm saying? Okay. Cô đang kể một câu chuyện hồi xưa là cô khi mà cô tầm 7 tuổi thì anh cô có nuôi một con vẹt. Là con này rất là hay lặp lại giọng nói của cô. Thì nhiều khi cô cảm thấy rất là bực tức khó chịu vì nó hay lặp lại giọng nói của mình. Và mẹ có lần mẹ cô gọi cho cô là hỏi cô đang ở đâu. Con này thì cô trả lời là con đây, con đang ở đây. Thì con vẹt nó cũng lặp lại, đây, con đang ở đây. Thế nó rất là khôn. Okay. So, just a small story. Okay. So, we'll keep going on learning some animal here. Yeah, did you know this word? Did you know this animal? Yeah. Yeah. Và nó rất là nổi tiếng trong một bài Baby gì nhỉ? Baby. Baby Shark. That's right. Do you know this song? Yes. Yeah, very famous. Baby Shark do 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 do. That's right. I even know how to dance with this. Okay. Shark. Cá gì nhỉ? Cá mập. Mập. Đúng rồi. Okay. So, do you know this animal? Very, very strange animal here. It is a goat. A goat. Yeah. Do you know a goat? Yes. À, đó là con gì nhỉ con? Con à? Con gì nhỉ? Con gì? Hay trên núi á? Con gì? Con gì bắt đầu với, con gì bắt đầu có chữ giờ nhỉ? Con dê. Đúng rồi, chính xác, con dê. A goat. Oh, can you repeat it? A goat. A goat. That's right. Very good. And do you know this next animal here? What is it? It's a frog. A lizard. I'm sorry. A lizard. Lizard. Do you know lizard? Lizard mean? Con có biết con thạch thùng không nhỉ? Ủa? Okay. Thạch thùng đó. Thì mình sẽ có một con thằn lằn. Thì mình sẽ có một cụm từ dành cho nó, đó chính là lizard. Rồi, con có thể đọc lại từ này cho cô được không? Lizard. Lizard. That's right. Very good. Lizard. Okay. Rồi, từ tiếp theo chúng mình sẽ có đó chính là
Lion. That's right, lion. Con đã xem phim Vua Sư Tử cho Lion King. A very famous film. Yeah, Lion King. Tôi rất thích phim này. Phim này đã chiếu từ rất lâu rồi. Hiện tại nó đang có bản live action for this one. Bản live action, bản hiện thực. Ok, con đã ghi được hết tính từ này chưa? Rồi ạ. Ok, so we will keep going. Oh, let's see. What we got here? Oh, say and write the animal. So chúng mình sẽ có đáp một số những thứ liên quan về animal. What's your favorite animal? Con có thể chọn một trong số những cái loại animal here and say, what's your favorite animal? And, và con có thể trả lời là my favorite animal is blah blah blah. Okay? Can you get it? Trong cái trong 12 con này cô. Ơi. Trong 12 con. Trong 12 con này cô. Ừ đúng rồi, con chọn một trong 12 con này, sau đó con có thể trả lời cho cô được không? What's your favorite animal? It's dolphin. It's dolphin? Okay. Dolphin. Con có thể lặp lại cho cô từ này không? Dolphin. Dolphin. That's right. Very good. Con có thể một cách trả lời khác, đó là một câu trả lời rất là tốt. Và chúng mình có thể có một cái câu trả lời khác dài hơn một chút, đó chính là My favorite animal is dolphin. Okay. Very good. So keep going. We have, are you afraid of animals? Which ones? Con có sợ một loài động vật nào trong đây không? Mà có thì là con gì? Okay. Can you show me any kind of animals here that you're afraid? Yeah. Yeah. Okay. So pick one and say it. Are you afraid of animals? Yes, you say yes. So which ones? It's the lion. The lion? Okay. So when you say it, you can answer me like, I am afraid of lion. Okay. Can you repeat it? I am afraid of lion. Đúng rồi. I am afraid of lion. Okay. Okay, so con đọc lại cho cô nghe xem nào. I am afraid of lion. Đúng rồi, chính xác, rất là tốt. Okay. Which animals are beautiful? Do you see anyone here that you feel is beautiful or is cute? Do you know this the word cute? Cute. Yeah. Đúng rồi, chính xác. Các thế là động vật nào trong này đáng yêu không? Then name some for me. Panda. Panda and rabbit. Okay, panda and rabbit. So you can say like panda and rabbit are beautiful. Okay? Yeah. So can you repeat it? Con có thể đọc lại cái câu vừa rồi được không? Ừ. Cái câu vừa rồi cô dạy cho con á. Panda and rabbit. Con chọn panda and rabbit đúng không? Ừ. Panda and rabbit are. Panda and rabbit are cute. Yeah, okay, are cute. Đúng rồi, rất là tốt. Đúng rồi. Vậy thì xem nào. Chúng mình sẽ hỏi một cái khác nhá. Which animals are dangerous? Do you know the word dangerous? Yeah. Okay, so which animals are dangerous? Shark. Okay, one, exactly. And? Lion. Okay, shark and lions are? And bear. Okay, exactly. Rồi, bây giờ con có thể ghép lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh cho cô nghe được không nào? Shark, lion and bear are? Are dangerous. That's right, very good. Exactly, đúng rồi đó. Chính xác. Rồi, rất là tốt. Có thể con học rất là nhanh đấy thôi. Con hôm nay nhìn hơi mệt đúng không? Hôm nay chắc là học hơi mệt hả? Trông mặt hơi buồn buồn. Không sao. Ok. Rồi,
thì ở đây chúng mình có name một số cái từ về con vật. Chắc là con vẫn còn nhớ đúng không? Rồi mình sẽ lướt qua nhanh thôi nhé. Con số 1 là? Bear. That's right. And the number 2? Bat. That's right. Number 3? Rabbit. That's right. Rabbit. So number 4? Kangaroo. That's right. Kangaroo. Kangaroo. That's right. Kangaroo. Okay. Kangaroo. 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 That's right. Very good. And number 5 is? Fly. That's right. Fly. And number 6? Dolphin. That's right. Number 7? Panda. Okay. Keep going. 8? Well. Well, that's right. Very good. Number 9? Parrot. Parrot. Number 10? Shark. That's right. Number 11? Lion. Lion. Okay. Number 12? Lizard. Lizard. Okay. Congratulations. We've done so. Okay. Mình sẽ có một... Xem nào. Mình sẽ có một bài tập nhỏ nhỏ đây. Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chơi đi. Bài tập này mình sẽ... Con nghĩ là con sẽ rất là dễ để làm thôi. Bây giờ mình sẽ chơi một trò. Con biết trò nối chữ không? Có. Ok. Bây giờ mình cô sẽ bắt đầu bằng một chữ và một từ với con vật ở phía trước. Và con sẽ nối một từ tiếp theo mà bắt đầu bằng cái chữ kết thúc của cái từ trước. Ok chưa? Vâng. Ok. So. Trước con chơi với bạn rồi. À thế à. Ok. So I will play with you. Ok. The first word is lizard. Lizard. Dolphin. Okay, very good. Dolphin. Let me see. Oh my God. I have. Let me see. And so. Con gì mà bắt đầu bằng chữ N được ta? Dolphin. Oh my God, I have no idea about this word. And so I will pick N. Rồi, cô xem là có chữ gì mà bắt đầu một chữ N mà con có con vật được không nhỉ? Con có nảy ra một chữ gì được không? Giúp cô được không? Không. Okay, so and I will pick another word. Okay. I will pick another word. Okay, so how about nine, so China, nine, E, yeah, E, and you got 11. Okay, very good, 11. So number with the letter R. Rabbit. Okay, very good. Rabbit. So I got let's see. T, so we got tent. Cái leo tent lại là T. T E N T. Like T. So what we got? Turtle. A turtle? Oh my God, you're very excellent on this. Okay, and so we got egg. Quả trứng, egg. G. G? Do we got anything over here? Goat. Oh, exactly, goat. You're very excellent on this. Oh my God, I got no idea about the letter T. I see my notebook. Oh really? But it's okay. It's still accepted. Okay. Oh my God. I have no idea about the letter D. So yeah. You win. Because I don't have any kind of. Cô không thể nghĩ ra một từ gì bắt đầu bằng chữ T để cho con vật nữa. Yeah, con đã sự nói mất từ turtle, but I have no idea about this one. So are you very excellent? You seem very excellent on this game, right? Yeah. Yeah, really.
So, okay. Mình sẽ học sâu hơn về con vật bằng một cái với lại một chủ đề, đó chính là học về body part. Okay. So, let me show you let me say you. So, if you know some body part in your body. So, the first one, how about this one? What is called? Do you know what is called? Eye. That's right. Eye. Đôi mắt đúng không? Okay. So, how about this one? Cái này gọi là gì? Mình sẽ gọi là gì nhỉ? Ear. Ear. That's right. Ear. And so, okay. I will show you later, and so you can learn more about this one. So, the first one I just show you first is eye. What are these? Eyes, đôi mắt. Rồi, chính xác, đôi mắt. Eye là một cái mắt, còn đôi mắt thì là eyes. Okay. Ear là đôi tai này. Bây giờ chúng mình sẽ có một cái số 2, number 2. What is it called? It's mouth. I'm sorry, mouth. Mouth. Con có thể bắt đọc lại giúp cô được không? Mouth. Mouth. Đúng rồi, mouth. Và mouth này là miệng, cái mồm ấy. Cái mồm này gọi là mouth. The next word is leg or foot. Là chân, cái chân, okay. Cái cuối cùng, cái tiếp theo nó chính là a tail, đuôi. Tail, can you repeat it? Tail. That's right, tail. Leg, foot, tail, and is a baby. Yeah, it's a baby here. Okay. Rồi, đó, mình sẽ đọc lại một lượt từ này nhé. Con có thể đọc lại chữ cô được không? Eyes. Okay. Mouth. Left foot. Tail. Baby. That's right. Very good. Yeah, we've seen a lot. Okay, about new word here. Rồi, chúng mình đã học rất nhiều về cái từ về sang miệng rồi. Các bộ phận trên cơ thể của con người. Rồi chúng mình sẽ liệt kê loạt lại nhá. Bằng cái cách bằng nhìn cô để chúng mình sẽ đọc lại nhá. The first one is eyes. That's right. And this one is mouth. Okay, mouth. So, how about this one? Yeah, this one. This one, my, this one. What is called? Leg. Leg, that's right, very good, leg. And, I don't have a tail here, but can you answer me a tail, what is called? A tail. Mình sẽ gọi cái tail là gì nhỉ? Tiếng Việt là gì? Tail. Đuôi. Đúng rồi, chính xác, tail. Very good. Congrats. Ooh. We got a very long sentence here. Okay, so we will go through it a little bit. Mình sẽ chỉ lượt qua hai câu thôi nhá. Hai câu thôi. Nhìn hơi dài, đọc mệt lắm, đọc nhiều mệt cơ luôn. Okay. Okay, so the first word is the first sentence. Crocodiles eat mình sẽ test về khả năng xem độ hiểu biết của con về crocodiles. Con có biết crocodile là gì không? Có, con cá sấu. Đúng rồi, con crocodile là con cá sấu. Rồi, number one. Crocodiles eat fish, birds, animals, and sometimes eat people too. They do not eat grass or plants. Did you understand this sentence? Yes. Okay, so answer me, is this yes or no? Yes. Very good, yes. Oh, what is this? Oh. Why is no? It should be yes. Sometimes wrong here. No, but I still accept with your answer is yes. Okay. So the number two is a crocodile has a long body and mouth and a long tail. A crocodile has sharp legs, but be careful because they can swim and they can run too. Is it true? Yes or no? Con có hiểu câu này chưa không? Có.
Ok. Con có thể trả lời cô yes or no? No. No. Hmm. Let's see. No, it's yes. Okay, so I will show you. Đây, câu này có nghĩa là a crocodile, à, con cá sấu có một cái cơ thể rất là dài. Có một cái cơ thể dài cũng như là một cái mồm dài. Ừ, đúng không? Có phải là nó có một cái mồm dài không? Chính xác không? Đúng rồi. Và có một cái đuôi rất là dài nữa. Đúng không nào? Đúng đúng không? Ừ. Rồi, đến đoạn này là đúng nhá. Tiếp theo, a crocodile has short legs. Có đúng là nó có một cái chân rất là ngắn không? Đúng rồi. Thế là lại đúng một câu nữa nhá. But be careful. Be careful ở đây là hãy cẩn thận. Ừ. Be careful. Đó là hãy cẩn thận. Ừ, ok. Có một từ mới dành cho con. Be careful. Là hãy cẩn thận này. Because they can swim and they can run too. Ừ. Hãy cẩn thận bởi vì họ vừa bơi được mà cũng vừa chạy được luôn. Đúng không nào? Bởi vì con cá sấu nó vừa sống được ở trên cạn, vừa sống ở dưới nước, đúng không? Chỉ đi bộ được thôi. Ừ. À, ý con là chỉ đi bộ được, không không chạy được đúng không? Ok, but khi mà nó đuổi những cái con mồi ấy, trên cạn nó vẫn chạy được, nhưng mà chỉ có một chứa điều nó sẽ chạy với tốc độ khá là chậm bởi vì cơ thể nó khá là to. Ừ. Nên là mình sẽ vẫn coi như là nó chạy được đúng không? Ừ. Ok, it can run. Ok. And we got a very exciting sentence here. A mother crocodile sits on her eggs for about 12 weeks. Then the eggs open. The mother carries her baby crocodiles into the river. Mm. Do you think that is true? Yes or no? Đây câu này có nghĩa là mẹ con cá sấu mẹ sẽ ấp quả trứng cho 12 tuần và sau đó nó sẽ đẻ cho quả trứng nở. Sau đó là con mẹ sẽ đưa con cá sấu con trở về với lại dòng sông, có đúng không? Theo con có đúng không? Không. Không, chính xác is no. Oh, the answer is no. Oh, it should be yes. No. I think something is wrong here. Ừ, cái thứ tự của cái câu này nó có vẻ nó đang bị sai một chút. Đúng rồi, đấy, bây giờ nó bị hiện. Cái số thứ tự nó bị đảo một chút. Đấy, no. Bởi vì sao? Bởi vì con cá sấu mẹ không hề ấp trứng trong 12 tuần. Mà nó thường là nó sẽ đẻ, sau đấy là nó sẽ nó đẻ con ở đó luôn. Ừ. Và đẻ nó không ấp. Cá sấu nó không ấp trứng đâu. Nó sẽ đẻ con đấy, xong rồi con nó sẽ tự nở. Và sau con sẽ tự sống. Ừ, tự sống một mình. Ok, bật. Ừ. Cái bài này cái thứ tự của nó không được chuẩn lắm nên là thôi mình sẽ sang bài khác nhá. Okay. Oh, we got a take note here. It's about grammar. Okay. Do you know the word like? This word like. Nó nghĩa là gì nhỉ? Thích. Và chúng ta sẽ có một từ khác cũng có nghĩa là yêu thích. Nghĩa của từ nó sẽ là enjoy. That's right. Enjoy. Do you know this word? Yes. Ok, con có biết điểm chung? Điểm chung của nó là like và enjoy đều thể hiện sự yêu thích đúng không? Ừ. Yeah. Thì sau cái like và enjoy thì mình sẽ cộng với verb gì nhỉ? Verb không hay là verb in? In. Đúng rồi, chính xác, verb in. Đó. Hai từ này đấy đều dùng để thể hiện sự yêu thích của con người. Đó, hoặc là cái sự vui vẻ tích cực gì đó. Thì để dùng nó thì chúng ta sẽ cùng với động từ chia phân verb in. For example, I like swimming before breakfast. Or Beth likes flying through the night. Okay, so answer me. What did you like? I like listening to music. Oh, very good. You like listening to music? So let me see. Do you like playing the guitar? Do you know chắc là con có biết chơi guitar không?
Chắc là chưa đúng không? Không. But you seems very, you know, you seems very like music and singing, something like that. Really? Is it true? Con có vẻ rất là thích những cái thứ về âm nhạc đúng không? Hát. Cô nghĩ là vậy thì con và cô rất là hợp nhau đó, bởi vì cô cũng rất là yêu thích nhạc và hát. Cô cũng tham gia một cái câu lạc bộ hát ở trường cấp 3 đấy. Hồi cô ở cấp 3. Bây giờ thì không, nhưng mà hồi cấp 3 cô có tham gia một câu lạc bộ liên quan đến hát. Ừ. Cô rất là thích hát. Love it. Oops, we got a very long names here, but cái thời gian của chúng mình thì không còn nhiều. Thế nên là cái bài tập này cô có thể con có thể giúp cô hoàn thành sau buổi học được không? Thì cô sẽ chụp cho con. Hoặc là okay, let me see. Là bài này mình cũng có thể trả lời nhanh, mình trả lời nhanh để mình có thể làm bài lại nhé. Okay. So, it's all now. Number two, it's always hungry and it has a little beard. Oh, shark? Is it true? Yes. Oh, it's goat. Nó có một ít dâu đây này. Nó lúc nào cũng đói phải lại có một ít dâu. Đấy, shark thì không có dâu đúng không? Con gì có dâu? Còn goat, dê đúng không? Rồi, okay. It's very small and it eats cheese. It sounds like mouse. That's right, mouse. It's green and jumps very well. It's like dog. It sounds like dog. It's frog. Oh, frog. That's right. It is grass and it sounds like now. I see. Go 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 go. Go là gì? Bắt đầu một chữ cờ. Cow. We got cow. A cow. Nè, cow con biết con cow là gì không? Cow là gì không? Con bò. Đúng rồi, chính xác, con bò. Okay. It sings and sometimes lives in a cage. It sounds like bird. What is called? Nó biết kêu và thường có thỉnh thoảng còn sống ở trong một cái lồng. It sounds like bird. Bird. Let's see. That's right. Oh, you're very excellent on this. It lives in the sea. I'm frightened of it. It sounds like park. And it is? Shark. That's right, shark. Okay, it has no legs and makes a noise like it sounds like cake. Snake. That's right, snake. It's really big and it swims like it swims in the sea. It sounds like tail. To. Bơi ở biển. Đó. Well, that's right. Oh, you're very good at this. It flies at the night and it sounds like bat. Con gì nhỉ? Người bat. Gì? Đúng rồi, bat. Rồi, sẽ là người rơi đúng không? Nghĩ là con rơi. Nghĩ ngay người rơi là nhớ ngay ra từ. Okay. Oh, we got a very. Con có thích làm bài nghe không? Có. Mình sẽ làm một chút bài nghe nhá. Ok. Nếu mà con hơi mệt, hãy mệt như nào thì con có thể bảo cô này, cô mình sẽ nghỉ ấy nhá. Cô cũng sợ con mệt vì con học cả ngày mất rồi. Ok. Mình sao một chút thôi để cho con nghỉ nhá. Cô cũng sợ con mệt. Ok. About we will listen a little bit. Con chắc là con chưa nghe thấy loa đâu đúng không? Đây là cô bật lên cho con. Sorry. Okay. Listen and look. There is one example. Hello, Grandma. I'm at the zoo. Hello, Peter. Wow. Which zoo? I'm at World Zoo. You spell that WORLD. World Zoo. It's great there. I know. Can you see the answer? Now you listen and write. Đó, người ta vừa làm một câu mẫu. Đó, cái câu đầu tiên người ta hỏi thì bà hỏi bạn Peter là gì nhỉ?
cái tên của cái zoo đó là gì đúng không? Thì bạn bạn Peter có trả lời đó là World Zoo. Và bạn có, đúng rồi, bạn có đánh vần W-O-R-L-D. World Zoo, ok? Rồi bây giờ đó là một câu làm mẫu. Vậy bây giờ thì con sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi lắng nghe thì cô gợi ý này. Khi mà con, trước khi lắng nghe thì con sẽ chú ý đọc cái phần câu hỏi cô trả lời trước. Đó, và có 5 câu hỏi cần hỏi ở đây đúng không? Câu thứ nhất hỏi là who with? Thì con sẽ phải chú ý đến cái gì? Một cái tên đúng không? Ừ. Chú ý đến bạn ấy trả lời bạn ấy đang đi với ai? Who with? Đó, sẽ lắng nghe một cái tên nhá. Câu thứ hai, người ta hỏi là can see? Có nghĩa là đến đó thì có thể nhìn thấy cái gì? Thì con sẽ trả lời, con sẽ cố gắng nghe được cái tên của con động vật ở đó. Ừ. Đây có mẫu một con monkeys. Trước con sẽ cố gắng nghe xem là một con gì đó nhá. Câu tiếp theo là favorite animals. Cái đó nó hơi rộng một chút. Oh, sorry. It's a bit. It show the answer here. Rồi, không sao. Tại vì cô thấy cái đoạn này nó bị chèn quá, con không nhìn, sợ con không nhìn thấy. Rồi cô sẽ đọc câu số 4 cho con nhé. Câu số 4 nó hỏi là ok. Số 1 là who with, là với who with là với ai này, can see là nhìn thấy con gì này. Câu số 3 là favorite animals. Con có biết từ favorite animals nghĩa là gì không? Con vật yêu thích. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì con sẽ phải nghe một cái gì nhỉ? Nghe thấy cái nó nhắc bạn ấy phải, đúng rồi, bạn phải nghe thấy một cái tên của một con vật và phải nghe thấy bạn ấy nhắc đến là ví dụ con I like blah blah blah. Đấy, con ví dụ I like monkeys or something like that. Đó, có thể bạn sẽ nói là tôi thích khỉ chẳng hạn, thì con phải bắt được cái từ like, cái từ thể hiện sự yêu thích đó. Tiếp theo, từ số 4, câu số 4 đó là can ride on. Đi bằng phương tiện gì? Có thể đi bằng phương tiện gì? Thì con sẽ phải lắng nghe những cái từ liên quan đến phương tiện. Con biết những từ gì liên quan đến phương tiện nào? Những cái phương tiện con biết? Plane. Ok. And? Car. Car, ok. And? Cycle. That's right. Bicycle. Motorbike. Yeah, motorbike. And đó, thì con cố. Sorry. Con sẽ cố gắng nghe được những cái từ như thế. Đó, ok chưa? Tiếp theo, câu số 5. Wants to buy. Muốn mua gì thì hãy phải, con phải chú ý nghe. Bạn ấy muốn mua những cái gì thì hãy nghe, lắng nghe cái tên đồ vật nhé. Ok. So we will listen. 2E. Animals, animals. Listen and look. There is one example. Hello, Grandma. I'm at the zoo. Hello, Peter. Wow. Which zoo? I'm at World Zoo. You spell that W-O-R-L-D. World Zoo. It's great there. I know. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. Who are you with? I'm here with Mum. So you okay? The first one. Who he with? Who he goes with? He go with Mum. That's right. Very good. Keep going. You're there with Mum. That's nice. Yes, I'm talking to you on her phone. Oh. 2. Where are you now? We're by the cafe. What can you see? I'm looking at 5 monkeys. They've got really funny faces. 5 monkeys. I love monkeys. Me too. Okay, so number 2. He can see how many monkeys can he see? Hello? He can see 5 monkeys. That's right, 5 monkeys. 3. Are monkeys your favorite animals? No, they aren't. So which animals do you like best? The dolphins. They're very good at jumping. Yes. Dolphins can swim very well too. I know, Grandma. Okay. Okay. Four.
Okay, so what is her his favorite animals? Dolphin. Đúng rồi, rất chính xác, dolphin. Vừa lúc nãy thì bà bạn ấy có hỏi là con có thích khỉ không, đúng không? Thì bạn trả lời là no, monkeys are not my favorite. Và thì bà bạn có hỏi con thích con nào nhất? Bạn trả lời là dolphin, because they can swim very well. Okay. So, listen number four. You can ride some animals here. Which animals? You can ride a horse. It's really big. You can ride a horse there? Yes, Grandma. I'm not frightened of that. Ooh, and number four. Can ride. Có thể cưỡi cái gì? Thì ở đây không phải là một phương tiện giao thông. Mà con có nghe thấy là bạn ấy bảo là bạn ấy có thể cưỡi cái gì không? Can ride. Ơ gì? Có nghe ra đoạn gì không? Đúng rồi, a horse. Rất chính xác. Con nghe rất là tốt đó. A horse. Một con ngựa đúng không? Five. There's a shop here too. What can you buy there? Well, I want to buy a book. I'd like a new book. Good idea. Oh, Grandma! There's a penguin! Okay, so what is he like to he wants to buy? What did he want to buy? What? He want to buy a book. Đúng rồi, a book. That's right, very good. Rất chính xác. Đấy, thì khi nghe thì tất cả những cái nghe lần sau con có thể chú ý đến cái phần này nhé. Đó, khi mà muốn trước khi bài nghe thì hãy nhìn một loạt những cái câu trả lời trước, xem họ muốn mình chủ trả lời cái gì. Sau đó mình bắt đến những cái keyword và những cái từ khóa mà liên quan đến cái phần câu trả lời đó của bài. Ok. Very good. Chỉ cần nghe như thế là đủ rồi. Là mình sẽ làm được bài thi thôi. Không cần phải nghe hết cả bài. Nhiều khi chỉ cần nghe đúng cái từ khóa mà mình cần nghe thôi là sẽ nghe được. Ok. So yeah, it's the whole lesson today. So now we can relax. And before we relax, I will, cô sẽ gửi cho con bài tập ngày hôm nay nhé. Thì cái bài tập này thôi, con chắc là con không cần phải chép đâu. Lát nữa cô sẽ gửi lên trên cái Zalo cho con nhé. Thì con giúp cô. Đó là một bài tập khá là nhỏ. Dạng bài tập như này thì con thích được nói, quay video hay là con muốn viết ra vở? Viết ra vở. Nói à? Ok luôn, rất là tốt. Cô cũng rất là muốn được nghe cái kiểu nói, bởi vì con cũng con thấy là con khá là có cái tiềm năng trong cái việc nói, thì con có thể giúp cô. Là cô sẽ lát nữa cô sẽ chụp những câu lại hỏi này lên, sau đó là con sẽ thu âm những câu trả lời của con nhé. Ok. That's ok. Ok, very good. So rồi, buổi học ngày hôm nay con có gì không hiểu hay là thắc mắc gì không? Con có muốn có cảm thấy vui hay là mệt mỏi gì không? Con có thể góp ý rồi sau đó cô sẽ cải thiện. Thì chúng mình sẽ cùng nhau giúp nhau học tốt hơn nhé. Thì con muốn đề xuất cái gì không? Cứ mạnh dạn đề xuất với cô. Cô giảng nhanh hay không? Hay là cô như nào không? Hay là thế là ổn rồi? Không, thế là ổn rồi. Ok, it's good. Rồi, thì cảm ơn con rất nhiều. Thế là buổi học ngày hôm nay chúng ta kết thúc rồi. Thì cô sẽ chụp bài tập này lên cho con. Sau đó là thứ hai này mình học, đúng không? Thì đó, thì trước khi vào buổi học thì con sẽ gửi cái clip con thu âm bài này cho cô nhé. Được không? Vâng ạ. Ok luôn. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. So, good night. And rồi, rất là mệt đúng không? Thì chúc con ngủ ngon và chúc con có một cuối tuần vui vẻ nhá. Cảm ơn mọi người, hy vọng cuối tuần. See you again. Goodbye. Bye. Chào con. Bye bye con nha.